Bây giờ chúng ta sang ví dụ 2, chúng ta sẽ tính chu vi của một hình đặc biệt hơn, đó là hình vuông. Câu 2 gồm 3 ý: A, B, C. B, C. Chúng ta cùng xem hình A. Muốn tính chu vi của hình A, B, C, D thì chúng ta nhớ lại, chu vi của một hình gồm nhiều cạnh như thế này thì chúng ta chỉ việc tính tổng tất cả cạnh lại thôi. Vậy chúng ta sẽ có chu vi hình A, B, C, D chính là bằng 3, cạnh AB là 3, cộng với cạnh BC là 3, cộng với cạnh CD là 3, và cộng với cạnh DA là 3. Và sẽ bằng 4 số 3 cộng lại với nhau, cho nên chúng ta sẽ viết bằng 3 nhân với 4 bằng 12. Một cách tương tự, ở hình B, muốn tính chu vi của hình MNPQ này thì chúng ta chỉ việc lấy cạnh MN cộng NP cộng PQ cộng với QM và bằng 2dm cộng 2dm cộng 2dm cộng với 2dm và bằng 4 số 2 cộng với nhau sẽ bằng 2 nhân với 4 bằng 8dm. Cuối cùng là ví dụ C. Ở ví dụ C thì thầy ký hiệu A chính là độ dài của cạnh của hình vuông. Như vậy, ở hình này thì chúng ta phải tính chu vi như thế nào? Chúng ta cùng xem. Áp dụng công thức tính chu vi của một hình là tổng tất cả cạnh bằng cạnh PQ cộng QR cộng RS cộng với SP thì ta sẽ có chu vi của hình này chính bằng A cộng A cộng A cộng với A. 4 số A cộng với nhau thì chính bằng A nhân với 4. Và từ ví dụ C này thì chúng ta cùng rút ra luôn được công thức tính chu vi hình vuông chính là bằng một cạnh nhân với 4.